cùng vào trường tìm hiểu xem có sự kiện gì đang diễn ra nhé. Hoặc tiếng học để phục vụ công việc của em đúng không? Còn em có mục tiêu trước như thế là rất là tốt.
cảm ơn em vì dành thời gian để phỏng vấn em và cũng là tìm hiểu cái tâm trạng của em vào ngày đầu tiên học của trường mình. Cảm ơn em nhiều. Để cho các em bước vào cuộc sống mới.